Hyundai Venue là mẫu SUV hạng A đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Việt Nam vào hồi tháng 12 mới đây. Chẳng bao lâu sau khi ra mắt, mẫu xe này đã có chương trình ưu đãi tại đại lý. Cụ thể, một đại lý ở khu vực Hà Nội đang áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt cho mẫu SUV hạng A này. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Hyundai Venue bản tiêu chuẩn sẽ có giá ưu đãi 524 triệu, trong khi bản đặc biệt là 563 triệu. Giá niêm yết của Hyundai Venue là 539 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn và 579 triệu đồng ở bản đặc biệt. Như vậy, so với giá niêm yết, xe ở đại lý rẻ hơn từ 15 triệu đến 16 tùy phiên bản. Ngoài ra, đại lý này còn tặng thêm bộ phụ kiện cho khách hàng mua Hyundai Venue, bao gồm thảm chân, vô lăng bọc da và nước hoa ô tô. Bên cạnh đó là voucher bảo dưỡng trị giá 5 triệu đồng, gói bảo hành 5 năm và dán tem VETC thu phí không dừng. Hyundai Venue tại Việt Nam hiện có hai đối thủ là Toyota Raize và Kia Soulnet. Vào hồi đầu năm nay, Toyota Raize đã được điều chỉnh giá niêm yết xuống còn 498 triệu đồng. Như vậy, Hyundai Venue có giá khởi điểm cao hơn cả hai đối thủ. Hyundai Venue sở hữu thiết kế ngoại thất khá đẹp mắt vì giống như phiên bản thu nhỏ của đàn anh Palisade. Xe được trang bị lưới tản nhiệt với tạo hình thác nước Cascading Grille theo phong cách Parametric Dynamic, đèn pha projector LED được bao quanh bởi dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, vành hợp kim 16 in và đèn hậu LED. Bên trong Hyundai Venue là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da pha nỉ. Xe có các trang bị đáng chú ý như màn hình giải trí cảm ứng 8 in, hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth và bản đồ dẫn đường được Hyundai thành công phát triển riêng dành cho thị trường Việt Nam. Thêm vào đó là vô lăng tích hợp phím chức năng, cổng sạc USB Type-C, hệ thống âm thanh 6 loa, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh và điều hòa tự động với cửa gió dành cho hàng ghế sau. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu xe Hàn Quốc, này là động cơ xăng 3 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1 lít, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô men xoắn cực đại 172 Nm kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn của Hyundai Venue cũng khá đầy đủ trong phân khúc với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi, kiểm soát thân xe, kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp và đèn chiếu sáng tự động.